cho các bạn tin nhanh 24/7. Vụ công an thành phố Phủ Lý bị bắn, cửa kính thủy lực bị vỡ. Liên quan đến sự việc trưởng công an thành phố Phủ Lý bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn tại nhà riêng, cơ quan công an tỉnh Hà Nam đang khẩn trương điều tra và khoanh vùng để bắt đối tượng này. Nhưng chúng tôi đã thông tin trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 14/12 tại nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng, trưởng công an thành phố Phủ Lý. Một đối tượng lạ mặt đã liều lĩnh nổ súng tại nhà riêng khiến anh Trung tá Tùng bị thương nhẹ. Trao đổi với phóng viên liên quan đến vụ việc trên, Trung tá Dương Hồng Quang, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Hà Nam cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 14 tháng 12 tại nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng thuộc tổ dân phố Bầu Cù, phường Thạch Châu, thành phố Phủ Lý. Vào thời điểm trên, Trung tá Tùng đang ngồi xem TV một mình tại nhà riêng thì bị một đối tượng lạ mặt liều lĩnh dùng súng bắn qua cửa kính khiến nhiều kính vỡ, một TV bị hỏng. Riêng Trung tá Tùng bị đạn sượt qua cánh tay phải, bị rách da, chảy máu nhẹ, sức khỏe không vấn đề gì. Ngay sau sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây ra vụ việc trên. Trong sáng ngày 15 tháng 12, đoàn công tác Bộ Công an đã về nhà Trung tá Tùng để tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo nhân chứng gần nhà, Trung tá Tùng cho biết, lúc xảy ra vụ việc trời lạnh, lại muộn, mọi người không ai nắm rõ, chỉ nghe bàn tán xôn xao rồi chạy ra thì mới biết sự việc trên. Chạy lại gần nhà anh Tùng thì một số nhân chứng mới thấy cửa kính thủy lực bị đạn xuyên qua, rạn nứt toàn bộ. Một nhân chứng cũng là hàng xóm của anh Tùng vẫn chưa bàng hoàng về sự việc trên. Khoảng 23 giờ đêm qua, tôi đang ở nhà thì bất ngờ nghe tiếng 3 tiếng nổ liên tiếp. Lúc đó mọi người cứ nghĩ là tiếng súng nổ ra từ ngoài đường, sau đó mới biết sự việc xảy ra tại nhà anh Tùng. Một hàng xóm cũng cho biết gia đình anh Tùng luôn sống hòa đồng với mọi người. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra việc đe dọa gì. Theo phóng viên tại hiện trường, cổng của nhà Trung tá Lê Đức Tùng phía trước là cửa sắt kiên cố, bên trong là cửa kính thủy lực. Một viên đạn bắn vỡ nát, toàn bộ cửa kính đã vỡ, thu gọn sẵn sang một bên. Được biết lúc này vụ việc một mình Trung tá Tùng đang ngồi xem TV dưới tầng 1, còn các thành viên trong gia đình đang ở tầng 2. Sau khi gây xong, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện công an tỉnh Hà Nam đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị ở video kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.